Xin được hoan hỉ, chào đón quý vị khán giả và các bạn đã quay trở lại với kênh Phong Thủy Gia Cát. Thay mặt cho những người thực hiện chương trình này, ban biên tập chương trình kênh Phong Thủy Gia Cát mến chúc tất cả quý vị gặp nhiều may mắn, vạn sự hanh thông, phát tài phát lộc. Quý vị thân mến, như vậy là năm cũ 2021 Tân Sửu đã qua và năm mới 2022 Nhâm Dần đã đến. Trong tháng 3 âm lịch này thì ai cũng mong mình sẽ gặp được nhiều điều may mắn, đặc biệt là khi bước sang năm mới Nhâm Dần 2022 thì mọi người đều cố gắng và nỗ lực không ngừng để có thể tìm kiếm cho mình những điều tốt đẹp để xây dựng mọi thứ viên mãn nhất. Tháng 3 năm 2021 thì những gia chủ tuổi Kỷ Sửu sinh năm 1949 có vận may lội ngược dòng, được quý nhân tương trợ và thần tài chiếu cố nồng hậu. Cụ thể, khi bước vào tháng 3 âm lịch thì con giáp này sẽ được nhiều may mắn, công việc và mọi kế hoạch đều được thuận lợi suôn sẻ. Ngoài ra thì tuổi Kỷ Sửu còn tìm được cơ hội tốt để có thể thay đổi cuộc sống của mình trong tháng 3 âm lịch này. Và trước khi bước vào nội dung cụ thể vận trình như thế nào, quý vị đừng quên ủng hộ chúng tôi bằng cách đăng ký kênh và ấn chuông thông báo để có thể cập nhật những kiến thức mới nhất về tử vi, phong thủy và đời sống tâm linh trên kênh. Còn bây giờ thì Diễm Quỳnh xin mời tất cả quý vị hãy cùng đi tìm hiểu nội dung chi tiết qua video ngay sau đây. Xin mời! Sau đây là phần tổng quan của các gia chủ tuổi Kỷ Sửu sinh năm 1949 trong tháng 3 âm lịch năm 2022. Thưa quý vị, gia chủ sinh năm 1949 Kỷ Sửu, thường gọi là tuổi Châu, có ngũ hành bản mệnh phích lịch hỏa, tức là lửa sấm sét. Kỷ Sửu sinh năm 1949 là người khôn ngoan, ứng xử khéo léo, lại có ngoại hình phong độ lịch sự nên dễ gây thiện cảm trong giao tiếp. Ngoại cảnh và vẻ hào nhoáng bên ngoài rất dễ lôi cuốn, vì thế suy nghĩ và ước vọng cũng mau thay đổi. Cho dù cố gắng cũng khó thành công với những ngành nghề, đòi hỏi sự tính toán nhẫn nại và nhất là phải thể hiện tính khuôn mẫu, mực thước. Ưu điểm lớn nhất của những người tuổi Kỷ Sửu sinh năm 1949 là tinh thần trách nhiệm với công việc cao, sống thực tế, mọi chuyện đều suy xét kỹ càng trước khi thực hiện. Tuy vậy, họ lại khá bảo thủ và truyền thống, quá cứng nhắc, không khéo léo xử lý, lại dễ nổi nóng trên mọi chuyện, cho nên vào thế không thể vãn hồi. Về tình cảm, người tuổi Kỷ Sửu sinh năm 1949 ít khi thể hiện tình cảm của mình, nhưng nếu gặp được người phù hợp, họ sẽ bộc lộ thế giới nội tâm phong phú của mình. Người tuổi này cũng không biết cách thể hiện bản thân, làm màu trong mắt mọi người, nên nhiều khi bỏ lỡ cơ hội đến với mình. Phụ nữ dễ tin người, thích nghe lời đường mật từ người khác mà làm theo cho nên khó tránh khỏi thất bại thời trẻ. Vận mệnh gia chủ Kỷ Sửu sinh năm 1949 cũng có lúc mở mặt với đời, nhưng công danh tài lộc không bền, chịu nhiều phong trần từ thời tiền trung vận, tuổi già, được nhiều phước đức, con cái nên danh. Người tuổi Kỷ Sửu đã đến độ tuổi không phải lo lắng nhiều về công việc, tiền tài. Các bác hãy chú ý nhiều đến sức khỏe trong tháng này. Xét tử vi thấy có thể xảy ra tai nạn bất ngờ khi di chuyển đi lại. Với hàng xóm láng giềng, bản mệnh thường xuyên quan tâm giúp đỡ, nên khi có rắc rối xảy ra, bạn cũng sẽ nhận được sự giúp đỡ của mọi người. Với con cháu trong nhà, bản mệnh chính là người bề trên mẫu mực, bạn thường xuyên nhận được sự thăm hỏi của mọi người. Một số người vẫn được con cháu tin tưởng để đưa ra những quyết định quan trọng trong gia đình. Xét về thiên can, kỷ âm thổ gặp giáp dương mộc cho nên gọi là chính tài, nghĩa là bị thân khắc xuất. Trong tháng này, những gia chủ tuổi Kỷ Sửu cần chú ý nhiều tới vấn đề tài lộc của mình, tránh tham gia các trò đỏ đen sẽ dẫn đến thất tài không đáng có. Thứ nhất, về sự nghiệp quan vận. Tử vi cho thấy vì đã bước vào độ tuổi thất thập cổ lai hy, cho nên gia chủ không nên có tinh thần ganh đua quá mức trong mọi việc. Hãy thỏa mãn và hài lòng với những gì mà mình đang có, không nên yêu cầu quá mức ở bản thân mình cũng như con cái, mọi người xung quanh. Nên tránh xa những lời dụ dỗ của người ngoài trong việc bỏ tiền đầu tư, rất dễ bị lừa gạt. Trước khi đưa ra quyết định lớn nhỏ nào, tốt hơn là nên trao đổi với con cái trong nhà, không nên tự mình đưa ra quyết định khiến mình lâm vào rắc rối. Năm Nhâm Dần 2022, Thái Tuế là hạ ngạc đại tướng quân. Dưới chân của đại tướng quân có một con hổ. Để cho vận trình sức khỏe và gia đạo được hanh thông thuận lợi, thầy Gia Cát khuyên gia chủ hãy luôn mang theo bên mình một kim bài Thái Tuế để nghênh đón Thái Tuế, mang lại may mắn bình an. Đặc biệt, kim bài Thái Tuế của phong thủy Lộc Tài được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang trì chú và xem ngày sử dụng cho các gia chủ tuổi Kỷ Sửu để mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất hiện nay. Vậy nên gia chủ hoàn toàn yên tâm khi sử dụng kim bài Thái Tuế của thầy. Thứ hai, về mặt tài lộc và tiền bạc. Tháng này, tài lộc ổn định chứ không vượng.
Vì vậy, người tuổi này cần phải chú ý tránh xa những mối đầu tư mạo hiểm đem lại lợi nhuận cao nhưng kèm theo đó là rủi ro rất lớn. Song bạn không nên quá chú tâm vào vấn đề làm giàu. Thời điểm này là thời điểm bạn nên nghỉ ngơi và quan tâm đến sức khỏe, dành thời gian cho gia đình nhiều hơn, tránh ham làm giàu, chớ nên nghe theo những lời ngon ngọt của người ngoài đem hết tiền tiết kiệm của mình đi đầu tư vào những nơi không đáng tin tưởng. Để tiếp tục cải thiện vận may trong tài lộc, thầy Gia Cát khuyên gia chủ hãy luôn mang theo bên mình một vòng tay tam hợp quý nhân, tỵ, dậu, sửu giúp hóa giải xung sát. Chiêu mời quý nhân, quý thần tương trợ, dùng để hóa giải thị phi, tiểu nhân hãm hại. Khi những điều xấu không còn, điều tốt đẹp sẽ đến với bạn, mà từ đó tài lộc kéo đến ầm ầm, may mắn không gì bằng. Đặc biệt, vòng tam hợp quý nhân cũng được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, trì chú và xem ngày sử dụng cho các quý gia chủ để có thể mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Thứ ba, về mặt sức khỏe. Tháng này tình hình sức khỏe của những người sinh năm 1949 không có vấn đề gì quá đáng lo ngại. Tuy nhiên, cần phải cẩn thận khi sử dụng các vật dụng bằng kim loại, tránh cho bản thân bị thương. Một số người bị đau xương khớp, gân cốt thì không nên vận động mạnh, chú ý tìm những hoạt động phù hợp với sức mình. Bản mệnh nên có thái độ lạc quan khi phải đối diện với những vấn đề ấy, đồng thời chú ý rèn luyện sức khỏe tăng cường sức đề kháng, tránh vận động quá sức khiến cơ thể mệt mỏi. Thời gian này đang chuyển tiết, thời điểm cơ thể dễ bị ảnh hưởng bởi cả nội nhiệt lẫn ngoại nhiệt. Do đó, bản mệnh rất dễ bị ốm đau và nhất là đang trong độ tuổi này, sức đề kháng đã kém hơn nhiều. Nên theo dõi sức khỏe thường xuyên, có chế độ ăn uống phù hợp với độ tuổi. Cuối tháng này có thể xảy ra tai nạn khi di chuyển, gia chủ cần phải hết sức lưu ý. Các quý gia chủ tuổi Kỷ Sửu hãy luôn mang theo bên mình pháp khí phong thủy Bát Bảo Tâm Kinh. Đây chính là vật phẩm phong thủy có tác dụng kỵ tà, hóa sát, đem lại may mắn, bình an và sức khỏe cho gia chủ. Để vật phẩm phát huy được tác dụng tốt nhất, thầy Gia Cát sẽ khai quang trì chú và xem ngày giờ sử dụng vật phẩm theo tuổi của các gia chủ tuổi Kỷ Sửu. Thứ tư, về mặt tình cảm gia đạo. Tháng này, người tuổi Kỷ Sửu không gặp nhiều biến động trong chuyện tình cảm. Bản mệnh nhận được sự quan tâm yêu mến của con cháu trong nhà. Mối quan hệ với hàng xóm xung quanh cũng tốt đẹp, thường xuyên nhận được sự giúp đỡ của mọi người. Về cơ bản, bạn có thể tận hưởng những năm tháng yên bình. Tốt nhất hãy giữ tâm lý lạc quan, tích cực, luôn hướng về những điều tốt đẹp trong cuộc sống. Dù có gặp phải vấn đề gì bất ngờ, bản mệnh cũng chớ nên lo lắng quá mức, dễ gây ảnh hưởng đến sức khỏe. Tổng quan tháng 3 âm lịch năm 2022, tháng Giáp Thìn, năm Nhâm Dần. Tháng 3 âm lịch được bắt đầu từ ngày âm lịch từ 1 tháng 3 năm 2022 và kết thúc vào ngày 30 tháng 3 năm 2022, tức ngày 1 tháng 4 năm 2022 đến 30 tháng 4 năm 2022 dương lịch. Tháng 3 Giáp Thìn có nạp âm là Phúc Đăng Hỏa, tháng Thìn Lục Hợp Dậu, Tam Hợp Tý và Thân Thành Thủy Cục, Xung Tuất, Hình Thìn, Hình Mùi, Hại Mão, Phá Sửu và Tuyệt Tuất. Đối với người tuổi Kỷ Sửu trong tháng 3 âm lịch này sẽ cần phải tránh các ngày. Ngày âm lịch, ngày 12 tháng 3 năm 2022, tức ngày 12 tháng 4 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Ất Mùi, có nạp âm là Sa Trung Kim. Ngày âm lịch, ngày 24 tháng 3 năm 2022, tức ngày 24 tháng 4 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Đinh Mùi, có nạp âm là Thiên Hà Thủy. Đây chính là hai ngày không được cát lành khi tính theo tuổi của các mệnh chủ tuổi Kỷ Sửu. Trong những ngày này, mệnh chủ cần phải hết sức chú ý và tốt nhất là không nên thực hiện những công việc quan trọng. Lời khuyên từ các chuyên gia phong thủy cho bản mệnh là nên chú ý tới sức khỏe nhiều hơn, chi tiêu tiền của vào những việc cần thiết, không nên vung tay quá chán. Các ngày tốt đối với người tuổi Kỷ Sửu trong tháng 3 âm lịch năm Nhâm Dần 2022. Ngày âm lịch, ngày 5 tháng 3 năm 2022, tức ngày 5 tháng 4 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Mậu Tý, có nạp âm là Phích Lịch Hỏa. Ngày âm lịch, ngày 17 tháng 3 năm 2022, tức ngày 17 tháng 4 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Canh Tý, có nạp âm là Bích Thượng Thổ. Ngày âm lịch, ngày 29 tháng 3 năm 2022, tức ngày 29 tháng 4 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Nhâm Tý, có nạp âm là Tang Trá Mộc. Đây chính là 3 ngày cát lành trong tháng để các gia chủ tiến hành các công việc liên quan đến xuất hành hay tiến hành những công việc quan trọng sẽ dễ có kết quả cao, hoặc những vấn đề nhỏ trong gia đình bạn tiến hành đều hết sức thuận lợi.
Ngoài ra, việc lựa chọn ngày tốt cần phù hợp với tuổi của gia chủ trong những công việc như tiến hành động thổ, ngày giờ mua xe mới, ngày giờ cưới hỏi. Để chọn được ngày giờ đẹp phù long tương chủ, ngày giờ tài lộc của mình, anh chị và các bạn hãy để lại thông tin dưới phần bình luận theo mẫu họ tên cộng ngày tháng năm sinh cộng số điện thoại, hoặc anh chị có thể liên hệ trực tiếp đến số hotline hiển thị trên màn hình để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Thưa quý vị, vậy là chúng ta đã cùng nhau phân tích xong về phần luận giải lá số tử vi trong những người sinh năm 1949 trong tháng 3 âm lịch. Chắc hẳn quý vị cũng biết được mình cần phải làm gì cho tương lai, đúng không ạ? Thông qua chương trình ngày hôm nay thì chúng tôi cũng luôn mong muốn rằng quý vị hãy áp dụng những kiến thức mà Phong Thủy Gia Cát chia sẻ vào trong cuộc sống hàng ngày của mình để có thể thay đổi vận mệnh của mình trở nên ngày một tốt hơn và thành công hơn. Còn bây giờ thì cảm ơn tất cả quý vị đã luôn quan tâm theo dõi và đồng hành cùng với chúng tôi trong suốt thời gian vừa qua. Xin chào và hẹn gặp lại. Chúc quý vị có một ngày mới hạnh phúc.